thì anh muốn hỏi mọi người là mọi người là muốn cái mối tình của mình như thế nào, thực tế hoặc là ngôn tình. Từ sáng tới giờ em vẫn bị thắc mắc, em chưa giải được cái vấn đề là ngôn tình là như thế nào mà thực tế là như thế nào. Có nghĩa gì nè, ngôn tình có một dạng thể loại là chỉ nói thôi mà không có làm, giống như là ừ em yêu anh hoặc đi là, như là em ăn gì chưa em ăn đi đó em không nha. Ngôn tình cũng có kiểu hành động luôn. Giống như là kiểu anh Huy vừa nãy tặng hoa. Anh thì nói trước, anh là không như thế. Đúng rồi. Dạ, phải nói vậy. I'm not like this. Mối tình nào của anh cũng khá là dài và lâu. Vì là anh rất là tôn trọng người phụ nữ. Mẹ anh thì nuôi ba anh em, không có bố bên cạnh, cho nên là anh rất là tôn trọng người phụ nữ và mẹ anh. Giống như em cảm nhận anh hồi nãy, anh rất là tôn trọng. Chính xác, thì em nói cũng rất là đúng. Khi mà mình thật sự yêu thì mình sẽ yêu người đó dữ lắm, mình sẽ khó kiếm cái người nào mà có thể hơn cái cảm xúc với người đó luôn á, em nghĩ vậy. Vậy thì em ở trong tình yêu của em á, em thích một người đàn ông lãng mạn với em nhiều hay là một người sẽ thực tế chăm sóc cho em? Trong cuộc sống thì em cũng gặp nhiều người rất là ngôn tình, có nghĩa là họ nói nhiều thứ lắm, nhưng mà cũng gặp nhiều người rất là thực tế, có nghĩa là ví dụ như mình bị cái gì đau đi, cái mình chụp cái hình mình gửi thì đó. Chị hỏi đó. Em giữa hai cái đó em thích là cái nào nhiều hơn? Nếu như mà tình yêu em đủ lớn thì cho dù người đó có là ai em cũng yêu. Vậy là cho dù là có là người có là ngôn tình hay thực tế em cũng chấp nhận. Okay, rồi từ em, từ mình sẽ tìm em điểm dung hòa nhiều hơn đúng không? Vậy em vậy chốt là em là người ngôn tình rồi đó. Thực tế hơn. Rồi bên đây thực tế hả? Chị thích thực tế hơn, tại vì trải qua nhiều, chị cũng có hai mối tình thôi, nhưng mà hai mối tình đổ vỡ thì chị đều cảm nhận là mình phải thực tế hơn rất là nhiều, tại vì mình cũng đã đi qua cái giai đoạn mà mình phải yêu bằng tai nhiều rồi. Và mình muốn là người đàn ông rót bằng vào tai. Và mình muốn là người đàn ông của mình phải thể hiện rõ những cái hành động để mình cảm thấy là mình nhận được sự quan tâm thực sự. Chị thì chị thích hành động nhiều hơn. Hành động thực tế là lời nói. Em hả? Bản thân em lại thích thực tế. Tại vì chính bản thân em cũng là người đã từng tổn thương rất là nhiều, thì bản thân mình không muốn đau thêm một lần nào nữa, thì mình sẽ chọn giải pháp an toàn là chọn một người thôi. Nhất một người, nhưng mà người ta phải thực tế. Người ta phải hiểu mình đang muốn cái gì, và người ta phải biết là mình cần cái gì. Người ta có thể xe nói thẳng luôn. Em là người đang bị bệnh trầm cảm, có một người đàn ông nào sẵn sàng bước vào cuộc đời em để chia sẻ và giúp em tốt hơn không? Chị hiểu. Kiểu như vậy. Tại vì bệnh trầm cảm nó đơn giản vậy thôi, chứ thật ra em khó cần vượt qua, khó vượt qua. Cảm là phải cần một cái người rất là hiểu mình, nói chuyện với mình hàng ngày á, để giúp mình gỡ dần những cái khúc mắc đó. Bây giờ là tim mình ngôn tình với thực tế nè. Đúng người rồi. Bây giờ đây ngôn tình là trầm cảm. Đây là tim thực tế. Tim thực tế. Tim thực tế. Không phải ngôn tình đó. Thế vậy là tim nào nè? Cho anh đoán nhé. Anh đoán đi. Mình đoán đi. Anh nghĩ là em cũng trải qua rất nhiều và em có kinh nghiệm rồi, cho nên là em sẽ lựa chọn thực tế hơn là ngôn tình. Chị lại nghĩ là em cần ngôn tình nhiều hơn. Với thân phận của một người chuyển giới thì Sa bắt đầu sống cuộc sống của một đứa con gái thật sự cách đây là 3 năm. Thì mọi người biết đó, sẽ có rất là nhiều khó khăn, có rất là nhiều lý do để mà một người đàn ông đưa ra. Thì khi họ đến với mình có nhiều lý do để đến, khi họ đi cũng có nhiều lý do để đi. Và tất cả những gì khi mà Sa bước vào cái con đường yêu này rồi, Sa muốn chọn, Sa muốn chốt lại cái Sa cần nhất, đó là những cái lãng mạn, những cái tuyệt vời nhất trong cảm xúc mà họ mang đến. Có thể là đôi khi anh không có quan tâm chăm sóc em nhiều, có thể là đôi khi anh sẽ không đem tiền về cho em. Ok, một người như một người chuyển giới như Sa, Sa có đủ mạnh mẽ để vượt qua hết. Sa chỉ cần người đó có đủ lòng tốt đối với mình và đủ cái sự lãng mạn dành cho mình. Mình về một đội. Cho nên là mình về một đội ngôn tình nha. Không, nhưng mà thực tế chị cũng đoán em ngôn tình. Ngôn tình. Em thật. Tại vì em cần những cái đấy. Em cần, em những, cần cái những cái đấy. Bắt chéo xong rồi ngôn tình là thực tế nè. Nhưng mà bây giờ mình chốt lại nam thần của ba nè. Anh cho em hỏi câu này một cái. Tại em là con gái. Ví dụ như anh yêu một người nào đó quá đi, thì anh có vì người ta mà chấp nhận hết tất cả các tính cách của người ta và từ từ thời gian để dung hòa với nhau đến khi nào mà hợp không? Anh đã từng rồi, có. Đã từng rồi. Cho nên là trước đây
anh mới thay đổi cái điểm suy nghĩ của anh, vì trước đây là anh thật sự là anh sẽ chọn thực tế nhiều hơn. Nhưng mà anh là một người sống theo tình cảm rất là nhiều. Và theo cái tuổi của mình càng lớn tuổi hơn là mình tìm người tương lai của mình nó rất là khó. Và mình luôn luôn sẽ có cái sự nghi ngờ này nọ kia, mình sẽ nhiều câu hỏi trong đầu. Và thật sự là anh rất nhớ cái cảm xúc lúc mà ví dụ đi lúc 17, 18 tuổi mình mới yêu đi. Đúng không? Cái cảm xúc đó rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Mình không có suy nghĩ gì cả. Đúng rồi. Cho nên cái đó mình không sẽ không bao giờ quên được. Nó theo mình suốt đời luôn. Đúng rồi. Bởi vậy ta mới có câu tình đầu không khó quên đó. Cho nên là hiện tại bây giờ thì anh sẽ chọn môn tình trước tiên. Đó, anh là tiếp lãng mạn đó. Tại vì có những trường hợp mình chỉ bị say nắng thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình đang yêu, nhưng mà sau khoảng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần mình thấy ủa sao tự nhiên mình hết tình cảm với người ta rồi. Là lúc đó con tim nó hết yêu rồi. Nói chung yêu tới khi nào tự nhiên đi. Khi nào hết yêu thì thôi, chứ chẳng phải ép nhau yêu bao lâu. Cứ gặp nhau vậy, anh yêu tôi được bao lâu. Nhức đầu. Nhưng mà tình yêu lâu dài thì phải cần sự thực tế hơn, chứ nếu mà cứ ngôn tình hoài. Ngôn tình thực tế hoài tới chiều mình cũng ly cái lại là cũng ly đi. Rồi lại là 50-50. Nó tùy thuộc vào cảm xúc của mỗi người đó. Mỗi người sẽ có cách giải quyết cuộc đời của người ta. Vừa nãy anh vẫn đang tò mò là cái người mà hay nhắn tin cho em. Chỉ định là cái người mà hay nhắn là nhớ em á. Chỉ định là anh không biết là kiểu người ta nhắn gì nữa ngoài ra cái đó mà em. Được, ok. Có nghĩa là anh chọn thách đấu với em. Đúng rồi, thách đấu với Nam Anh. Ok, thách đấu thôi, sợ gì. Giờ là lịch sử Google, lịch sử tìm kiếm trên mạng. Em muốn xem lịch sử tìm kiếm trên mạng. Có khi nào là phim ảnh không? Thôi bây giờ để công bằng đưa hai cái phone đây, tôi mở cho hai người lâu quá à. Không được. Trời ơi, có chơi có chị. Đây đưa mở không cho. Không sao đi, tin cho chị đi. Không thôi, tin cho chị. Tốt kẹp tốt che nha. Ok, tin cho chị đi bé, đưa đây. Đây, Safari ở dưới này nha. Rồi, ok. Chết rồi, chó rồi, mấy cái cộng. Gần nhất thôi đúng em không? Em đang cầm cuộc sống của anh trên tay nha. Ok. Em làm cái gì là... Anh thường vừa xài là Safari hay Chrome? Hả? Safari, anh xài Safari hả? Chị đừng có la lên nha, em quay chết em luôn. Còn em là xài gì? Google hả? Đó, Safari thôi, em chỉ xài Safari thôi. Chị check đi sao, okay. Của năm thôi em quê, quá trời quê. Safari ha. À lịch sử Google đây. Ủa sao đây chỉ có Safari nè. Cái này có gì đâu sợ. Còn mấy cái trang mà anh có trước đây đúng không? Đấy. Có nghĩa là mày xài cái gì đó. Sẽ đọc mấy cái trang. Cái gì đó. Coi chỗ nào. Ủa coi đâu vậy? Coi đâu chị. Ờ dạ. Em xóa hết rồi. Mọi người ơi, rất là thất vọng ở trong cái máy điện thoại của anh Huy Trần. Đầu tiên là anh tìm kiếm là menu liệu trình chi nhánh Nguyễn Văn Thủ về một cái thương hiệu về trà hả? Trời ơi, giận động quá em nha. Rồi cái này anh tìm trên Google là chị rồi. Tới đó được. Tiếp theo là La Mall Sài Gòn. Nhiều như vậy đó hả? Ôi, đọc anh xong rồi đúng không? Anh đang rất là tò mò về cái máy. Ok, để chị đọc trên. Em thua cũng được đó. Có người giấu bí mật. Sao hả? Mình chỉ coi cái trang đầu tiên thì đã kịp coi gì đâu thì. Ủa sao? Có được coi hay không? Có nhiều bí mật. Rồi xong rồi hả? Dược chị bí mật nhá. Rồi ok, chị đọc. Thôi vậy là không chấp nhận. Chị sẽ đọc 5 cái ở trên. Chị nhớ cái gì chị đọc đi. Không nhớ. Em nhớ sao mà nhớ được. Thôi không, chị chưa đọc cái gì. Thôi không chịu. Thế thôi bây giờ phạt đi, phạt đi. Anh Huy. Thì anh Huy phạt đi. Nói một số ích mà. X Factory sao? Thôi. Cười. Cái gì? Chắc là có gì ít chấm. Đâu một ích trước. Mới có một ích thôi đó. Đúng tin.
bị thủ tiêu rồi. Chắc em nên phạt nha. Nam anh đi. Phạt nha. Mọi người nghĩ okay, gì? Em hít đất 10 lần anh ngồi lên lưng em. Trời đất ơi. Em tập gì ghê vậy? Ăn hết trái chanh đi. Ăn rồi. Nửa trái chanh đó đi. Ăn hết cái vỏ nuốt luôn. Rồi bấm giờ khoan. Ê, ai cho chấm muối vậy? Anh mới đi. Nhai. Chua không? Quay qua cho máy quay thấy kìa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tới phần trả tiền, đó là đánh giá từng món ăn cộng lại coi tổng cộng total nó là nhiêu. Thì chênh lệch số nào mà chênh lệch cao quá thì người đó phải trả tiền bữa ăn ngày hôm nay. Yeah. Ok. Dịu không? Okay. Chúng ta chơi phe với nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 món nha. Thôi từng món. Chắc ăn là em thắng quá. Chết rồi, tôi có hào sản không? Wow. Ủa, con tôm hùm nó rơi đâu rồi không biết. Huy là đoán là 1.800.000 vì là Huy hay đánh giá không gian và cái cách đồ ăn và tính từng đầu một là bao nhiêu, trưng bày phục vụ, cho nên là 1.350.000 là thôi quá lố. 2.000.000 cũng mắc hả? 1.800.000 cũng mắc. Bao gồm đồ uống không? Chịu 6.000.000 kìa. 1.500.000 là hợp lý nhất cho chị em sinh viên nè. Em ơi, tính tiền đây. Excuse me. Bây giờ em đề nghị là mỗi người coi riêng cá nhân với nhau thôi nè. Mình không bật mí. Đem đọc cho anh ơi. Anh bối rối quá. Nắm bào ngư áp đảo. Tô tổ. Ủa? Ê vậy mình đâu trả đâu. Tô tổ 1.800.000. Wow. Ôi, vậy là bà là người trả tiền cái bà ơi. Người quá xa cách luôn đấy chị. Đi quá xa. Chị đi xa quá. Không quành lại được.